Thủ môn Bùi Tấn Trường, kẻ hủy diệt Malaysia bắt bóng hay mà làm bố cũng giỏi. Bùi Tấn Trường ắt hẳn là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong chiến thắng của Việt Nam trước Malaysia. Ngoài những cầu thủ đã ghi bàn, anh đã có nhiều pha cản phá bóng xuất sắc, góp phần vào việc giúp Việt Nam giành thêm 3 điểm, củng cố vị trí nhất bảng G tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Sau nhiều năm không được gọi lên tuyển, Bùi Tấn Trường được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi tập trung cho chiến dịch vòng loại World Cup nhờ màn thể hiện bản lĩnh ở câu lạc bộ Hà Nội. Chuyến đi đến UAE lần này, anh trở thành lựa chọn số 1 của tuyển Việt Nam ở cầu môn sau khi Đặng Văn Lâm không thể hội ngộ cùng đồng đội vì dịch Covid-19. Những gì nam thủ môn thể hiện trong các trận đấu vừa qua cho thấy huấn luyện viên Park đã tin tưởng đúng người. Bùi Tấn Trường sinh năm 1986, hiện đang được xem là anh cả của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Anh từng là thủ môn số 1 của đội tuyển quốc gia trong giai đoạn 2008-2010. Vào năm 2009, nhờ bàn đạp là chiếc cúp vô địch AFF Cup 2008, đội tuyển Việt Nam hiên ngang đặt mục tiêu giành huy chương vàng đầu tiên của SEA Games sau hơn 50 năm chờ đợi. Tuy nhiên, trong trận chung kết gặp U23 Malaysia, cũng là đối thủ hôm nay của Việt Nam, Tấn Trường đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Hình ảnh ông Calisto trừng mắt với Tấn Trường là một trong những khoảnh khắc đau lòng nhất của bóng đá Việt Nam. Chàng trai sinh năm 1986 đã giải thích rằng hành động của huấn luyện viên Calisto khi ấy đã khiến nhiều người hiểu lầm. Bức ảnh đó là một bức ảnh gây hiểu nhầm rất lớn. Khi ấy sau khi thua trận, tôi đã muốn đi thẳng vào phòng thay đồ, nhưng ông Calisto giữ lại và ghì tôi xuống rồi nói, nếu mày là thằng đàn ông thì mày phải ở lại. Sau đó thầy Calisto còn ôm tôi và khi ấy tôi đã khóc. Từ năm 2013, Tấn Trường không còn được gọi lên đội tuyển Việt Nam, anh mất vị trí chính thức vào tay thủ môn Nguyên Mạnh. Trải qua 12 năm sự nghiệp làm cầu thủ, tưởng chừng như Tấn Trường sắp giải nghệ vào năm 2019 thì không. Đến năm 2020, Bùi Tấn Trường chính thức cập bến Hà Nội FC và lấy lại phong độ như xưa. Xét về kinh nghiệm của ba thủ thành tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại, Tấn Trường đang có nhiều ưu thế. Anh từng tham dự nhiều trận đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển Việt Nam trước đây. Ở đợt tập trung đội tuyển Việt Nam vào cuối năm ngoái, không có Văn Lâm, Tấn Trường được bắt chính cho trận giao hữu giúp U22 Việt Nam thắng 3-2 ở lượt đi. Không chỉ bắt bóng hay, Bùi Tấn Trường còn là một ông bố cực kỳ xịn sò. Được biết, anh kết hôn với bà xã Ngọc Liên và đã ở bên nhau 10 năm. Trái ngọt của cặp đôi là hai cậu con trai kháu khỉnh. Hiện cả gia đình anh đều đang sống tại Đồng Tháp, quê hương anh. Ở quê nhà, Tấn Trường còn kinh doanh một tiệm game Internet. Được biết, chàng thủ môn sinh năm 1986 cũng rất đam mê các trò chơi thể thao điện tử. Vì là vận động viên nên Bùi Tấn Trường thường xuyên phải xa nhà. Cả năm, anh bận rộn với lịch trình tập luyện của câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Bởi thế anh không có nhiều thời gian bên vợ con. Việc chăm sóc và nuôi dạy hai nhóc tì đều nhờ cậy vào bà xã xinh đẹp. Nhưng không vì thế mà tình cảm bố con của chàng thủ môn Đồng Tháp không khăng khít. Ngược lại, cả hai con đều rất quấn anh. Mỗi lần bố được nghỉ thi đấu để trở về nhà, hai anh em lại được dịp quấn quýt bên bố cả ngày. Đây cũng là động lực để Tấn Trường thi đấu thật tốt. Anh cũng thường xuyên đăng tải ảnh của hai con trai lên mạng xã hội để vơi đi nỗi nhớ con mỗi khi xa nhà. Anh cũng không ngại động viên vợ ở hậu phương để vợ có thêm tinh thần chăm sóc hai con thay anh trong lúc anh phải đi thi đấu. Đặc biệt với cậu con trai cả mà anh đặt tên là Bùi Tấn Tài, dường như sở hữu gen di truyền từ bố. Cậu bé có niềm đam mê lớn với bóng đá và thường xuyên cùng người thân chơi bóng khi rảnh rỗi. Không những thế, cậu bé còn sở hữu nhiều tính cách rất giống với người bố tài năng của mình như ít nói tự lập. Những điều trên được thể hiện rõ trong lời nhận xét cuối năm của cô giáo dành cho con trai thủ môn Tấn Trường. Ở tuổi con, hầu như bạn nhỏ nào cũng thấy vui nếu được người lớn chăm sóc và đáp ứng mọi mong muốn của mình. Tấn Tài lại chỉ bày tỏ một mong muốn là được tự mình làm lấy mọi việc và chăm sóc cho các thành viên khác. Bởi tinh thần tự lập, bởi sự trung thực và dễ mến của con, cô tin rằng không có thử thách nào có thể làm khó cho con được.